Nóng, Công Vinh chính thức lên tiếng việc chậm trễ sao kê đính kèm bảng tổng hợp cứu trợ miền Trung. Công Vinh đã chính thức có phản hồi liên quan đến ồn ào sao kê từ thiện. Theo như tuyên bố trước đó, ngày 15 tháng 9, vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên sẽ trực tiếp đến ngân hàng sao kê toàn bộ số tiền 180 tỷ kêu gọi. Quá trình sẽ có sự tham gia của luật sư cá nhân, báo chí và livestream trực tiếp đến mạnh thường quân. Tuy nhiên từ sáng sớm hôm nay, cư dân mạng bắt đầu thắc mắc khi phía Vietcombank lẫn Thủy Tiên vẫn chưa có bất kỳ động thái nào. Một bộ phận quá khích còn cho rằng chân sút gốc Nghệ An đang lươn lẹo, cố tình trì hoãn tiến độ giải trình. Chiều ngày 15 tháng 9, trên fanpage tích xanh của công Vinh, anh chính thức gia hạn thời gian đến ngày 17 tháng 9 thay vì 15 trên 09. Kèm với đó là toàn bộ giấy chứng nhận quá trình đóng góp cho nhiều tỉnh thành miền Trung như Quảng Bình, Hà Tĩnh, Huế, Nghệ An. Cụ thể, ông xã giọng ca ngôi nhà hạnh phúc viết, xin chào mọi người thời gian qua cảm ơn mọi người đã dành nhiều quan tâm cho vợ chồng công vinh thủy tiên đồng thời công vinh cũng muốn gửi lời cảm ơn những mạnh thường quân đã tin tưởng cùng lời xin lỗi vì ít nhiều khiến mọi người phải phiền lòng hiện tại thành phố đã nới lỏng giãn cách tại một số quận vì vậy vinh sẽ trực tiếp đến ngân hàng sao kê xin được mời tất cả mọi người cùng đồng hành với vợ chồng công vinh thủy tiên trong Buổi livestream mang sao kê ra trước công chúng trực tiếp tại Vietcombank vào lúc 14 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2021 trên fanpage Thủy Tiên. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người và hẹn các bạn vào thứ sáu tuần này. Trân trọng! Dưới đây là link tổng hợp các khoản chi ra cho các tỉnh miền Trung có đính kèm giấy xác nhận của chính quyền địa phương. Cách đó vài ngày, Lê Công Vinh, chồng ca sĩ Thủy Tiên, đã một mình đăng livestream, phát trực tiếp lên mạng xã hội. Với nội dung yêu cầu bà Nguyễn Thị Phương Hằng chứng minh trong tài khoản của Thủy Tiên có 325 tỷ đồng và dùng hai tài khoản ngân hàng để kêu gọi từ thiện, nếu không đưa được bằng chứng thì hãy xác nhận cho mọi người, chứ không phải là những căn cứ từ giấc mơ. Thứ nhất, Vinh không quen biết bà Nguyễn Phương Hằng là ai, nhưng mà trong mấy ngày hôm nay bà có nhắc đến tên Vinh rồi Vu Khống vợ của Vinh, thì có hai vấn đề mà Vinh muốn bà P Hằng làm rõ. Thứ nhất, chị nói rằng là mơ thấy trong tài khoản của vợ Vinh chuyến đi từ thiện miền Trung vừa rồi là có hơn 325 tỷ. Vinh thách chị, chị có dám nói câu rằng chị xác nhận tài khoản vợ Vinh có 325 tỷ hay không? Chứ chị đừng có nói mơ nữa. Vì mơ như thế là chị nói hèn quá, vì mơ thì không có một pháp luật nào kiện chị được. Nên chị dám chơi thì dám chịu. Thứ hai, tôi đề nghị chị hãy đưa ra chứng minh rằng vợ của tôi đi từ thiện miền Trung thì dùng số tài khoản nào. Chị nói vợ tôi dùng hai số tài khoản thì như thế là vu khống. Tôi cho chị hai ngày để đưa ra bằng chứng mà chị nói. Chị đừng có nói mơ nữa, mà chị nói rằng là chị mơ thấy trong tài khoản của vợ Vinh trong chuyến đi từ thiện miền Trung có hơn 325 tỷ. Vinh thách chị, chị có dám nói câu xác nhận trong tài khoản vợ Vinh có số tiền 325 tỷ hay không? Chị đừng nói mơ nữa, vì mơ thì không có pháp luật nào kiện được trích đoạn livestream của công Vinh. Sao kê từ thiện vẫn đang bỏ ngỏ? Bà Phương Hằng tiếp tục công kích công vinh khi tố cầu thủ sinh năm 1985 có thú vui cờ bạc. Thường xuyên cùng hội bạn thân lái du thuyền ra quận 2 chơi thâu đêm suốt sáng. Con Thủy Tiên nó cho được 6 hộ 5 triệu, sau đó mỗi hộ chưa tới 1 triệu đồng. Thế mà nó khai ra tất cả đều 5 triệu hết. Đây tôi đưa một cái clip nhỏ cho quý vị thấy, nói có sách mách có chứng nha quý vị. Vậy thì tiền đi đâu về đâu, tôi sẽ dẫn chứng từ từ. Tôi đoạn đầy nó từ từ, mỗi ngày tôi hé ra miếng, để xem dĩ vãng dơ giấy của nó giấu được không nhất là cái tiền từ thiện ăn được không? Vậy mà cái tiền 3 triệu đồng của con bé nào đó nó chửi y như rồi, là không được ăn tiền 3 triệu nhưng phải ăn tiền mấy trăm tỷ mới đã cưng ơi. Có một cái tiền này vui lắm này quý vị, bởi ta nói dĩ vãng dơ dái dễ gì giấu giếm. Anh công dân với chị Thủy Tế, đi đánh bài ở trên du thuyền ở quận 2 đó quý vị. Một giờ đêm, thua 200, 300 nghìn đô nha quý vị. Có không, có không anh công dân với chị Thủy Tế. Tiền ở đâu mà đi đánh bài thua 200, 300 nghìn đô mỗi đêm vậy? Quý vị nghe thấy sốc chưa? Đặc biệt là anh công dân với chị Thủy Tề thích đánh bài lắm, đánh ở trên du thuyền, chạy ra giữa sông đậu lại đánh tới sáng, đánh 2, 3 ngày đêm rồi đi về. Tiền nhiều quá mà, nghe có đau lòng quá không quý vị? Cho nên cái gì sự thật mãi là sự thật, bà Phương Hằng nói trên livestream. Công Vinh thách bà Hằng hai ngày phải đưa ra bằng chứng tố Thủy Tiên có 320 tỷ, không phải có tiền nói gì cũng được. Công Vinh thay mặt bà xã, trực diện đối chất với bà Phương Hằng. 11 giờ đêm ngày 05 trên 09, Công Vinh bất ngờ livestream với thái độ bức xúc. Trước sự chứng kiến của hơn 100.000 người đang xem, cô thủ gốc Nghệ An trực tiếp gọi tên bà Phương Hằng sau khi nhiều lần bóc phốt vợ mình kêu gọi được 320 tỷ từ thiện thay vì 180 tỷ như công bố. Công Vinh cho rằng bản thân mình không cho phép bất kỳ ai có thể vu khống xúc phạm danh dự bà xã mình, nhất là khi nữ doanh nhân là một người có sức ảnh hưởng, địa vị lớn trong xã hội. Trong đoạn livestream, ông xã Thủy Tiên không ngại ngần thách thức bà chủ khu du lịch Đại Nam trong vòng 2 ngày phải đưa ra được bằng chứng cụ thể làm rõ hai vấn đề đó là Thủy Tiên sử dụng hai tài khoản kêu gọi từ thiện và nguồn gốc số tiền 320 tỷ trong lần từ thiện. Cầu thủ sinh năm 1985 khẳng định tất cả những hình ảnh, số tài khoản mà vợ mình công bố vẫn được lưu lại ở Facebook và các phương tiện truyền thông. Anh nhấn mạnh Vợ chồng mình chưa bao giờ trốn trách trách nhiệm sau kê mà sẽ hẹn mọi người sau khi hết dịch. Ngoài việc tuân thủ quy định nhà nước, đây cũng là biện pháp bảo vệ sức khỏe giữa đại dịch Covid-19. Công Vinh tức giận nói, thứ nhất Vinh không quen biết bà Nguyễn Phương Hằng là ai. Nhưng mà trong mấy ngày hôm nay bà có nhắc đến tên Vinh rồi vu khống vợ của Vinh, thì có hai vấn đề mà Vinh muốn bà P Hằng làm rõ. Thứ nhất, chị nói rằng là mơ thấy trong tài khoản của vợ Vinh chuyến đi từ thiện miền Trung vừa rồi là có hơn 325 tỷ. Vinh thách chị. Chị có dám nói câu rằng chị xác nhận tài khoản vợ Vinh có 325 tỷ hay không? Chứ chị đừng có nói mơ nữa. Vì mơ như thế là chị nói hèn quá, vì mơ thì không có một pháp luật nào kiện chị được. Nên chị dám chơi thì dám chịu. Thứ hai, tôi đề nghị chị hãy đưa ra chứng minh rằng vợ của tôi đi từ thiện miền Trung thì dùng số tài khoản nào. Chị nói vợ tôi dùng hai số tài khoản thì như thế là vu khống. Tôi cho chị hai ngày để đưa ra bằng chứng mà chị nói. Chúng tôi sai chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật còn chị sai chị cũng phải chịu trước pháp luật chị không có tư cách gì để chúng tôi mời cả nhưng chúng tôi sẽ cho chị đi theo tới ngân hàng để cho chị xem tất cả trước và sau khi chúng tôi đi từ thiện là có đúng như số tiền đã công bố với mạnh thường quân cả nước hay không chị nên nhớ không phải cứ có tiền là muốn nói gì cũng được đâu chị muốn nói là phải nói có chứng cứ chứ không phải dùng lời nói để giết người chị nói mơ là mơ như thế nào công vinh nhiều lần nhấn mạnh bà phương hằng nếu muốn kết tội người khác phải sâu bằng chứng cụ thể chứ không nên mượn giấc mơ để nói bóng gió treo lái truyền thông vấn đề mấu chốt ở đây là chị rất hiểu luật tôi cho chị hai ngày tôi là chồng nên không bao giờ để người khác ăn hiếp vợ tôi như vậy và tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để chứng minh tất cả những gì vợ tôi bỏ công sức ra làm là hoàn toàn chính xác chúng tôi không bao giờ đánh đối mọi thứ không bao giờ dùng việc từ thiện hoặc không dám sao kê để làm ảnh hưởng đến danh dự chúng tôi có thể mất nghề cũng được nhưng mà danh dự không được ai trả đạp danh dự của chúng tôi mọi người hãy cho vinh và vợ vinh đến lúc sao kê hết trước và sau khi từ thiện mọi việc sáng tỏ lúc đó thì mọi người quay lương tẩy chay hay kiện cáo thì vợ chồng vinh chấp nhận hết pháp luật không bao giờ để người làm sai nhởn nhơ được vinh khẳng định rằng mình sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng mọi người vì câu nói của một ai đó chưa có chứng cứ mà lên chửi bởi rồi nghi ngờ lời nói đó ít nhất phải sâu ra bằng chứng chứ Vĩnh sẽ sao kê và mọi người hãy cho Vinh cơ hội để được nói lên tiếng nói của mình sau khi từ thiện xong. Vinh muốn là người thật việc thật, ra tận ngân hàng đàng hoàng. Mọi người nói Vinh có thể sao kê online, vấn đề đó Vinh không muốn vì tất cả còn giấy tờ khác nữa. Trước áp lực quá lớn từ bà PH và dư luận, tối ngày 26 tháng 8, vợ chồng Thủy Tiên, công Vinh lần đầu livestream chia sẻ về vụ việc bị bà Phương Hằng đòi sao kê ngân hàng tài khoản từ thiện. Theo đó, Thủy Tiên cùng ông xã chia sẻ. Sau khi hết giãn cách sẽ mời doanh nhân Phương Hằng, các cơ quan báo chí và mọi người cùng ra ngân hàng để in sao kê tiền từ thiện. Cả hai đều tỏ rõ đang bức xúc khi bị nghi ngờ ăn chặn tiền từ thiện và không muốn bị người khác làm ảnh hưởng đến danh dự và công việc của mình. Nữ ca sĩ vừa khóc vừa tiết lộ rằng, thời điểm sau khi đi cứu trợ, cô đã xin phép các mạnh thường quân không sao kê toàn bộ vì số tiền lên đến 178 tỷ đồng, chỉ có thể sao kê từng khoản lớn trên tờ A4 như cô đã đăng tải trước đó. Đồng thời, Thủy Tiên cũng từng hỏi về các khoản sao kê nhưng phía ngân hàng cho biết nếu sao kê thì lên đến mấy thùng giấy, gặp nhiều khó khăn. Vào chiều ngày 4 tháng 9, trên Facebook cá nhân, ông xã Thủy Tiên đã lên tiếng chia sẻ lý do không sao kê online và đưa ra hình ảnh chứng minh số tiền 42 tỷ đã được sử dụng đúng nơi đúng chỗ, không hề bỏ túi riêng như một số cư dân mạng đồn đoán. Chúng tôi đang phải thực hiện nghĩa vụ của một công dân đối với chính phủ lúc này đó là ở nhà chống dịch. Sau 15 trên 9 sẽ bớt giãn cách không lâu nữa đâu. Chúng tôi sẽ ra ngân hàng sao kê đầy đủ và livestream cho tất cả mọi người cùng theo dõi. Không sao kê online vì chúng tôi là người thật việc thật. Ngay sau đó bản link sao kê online sẽ được cấp lên công khai để mọi người cùng theo dõi. Đến lúc đó sự thật đã được sáng tỏ. Mọi người muốn phán xét hay muốn làm bất cứ điều gì mà mình muốn thì cũng chưa muộn mà đúng không? Riêng số tiền 42 tỷ này, giấy xác nhận có mộc đỏ chính quyền là thật, giấy xác nhận mộc đỏ ngân hàng là thật, nhà chống lũ là thật, nhân chứng vật chứng đầy đủ như thế mà mọi người còn không tin lại đi tin những lời xuyên tạc vô căn cứ trên mạng xã hội. Chúc mọi người bình an vượt qua đại dịch nhanh chóng. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.